21 tác phẩm nghệ thuật đường phố khiến bạn kinh ngạc. Chào các bạn, chắc trong số các bạn ai cũng cảm thấy quen thuộc với những bức tượng rồi đúng không nào? Những tóc bí ẩn dám cá răng, khi thấy những bức tượng độc đáo trong video hôm nay, chắc chắn bạn sẽ phải há mồm kinh ngạc vì sự không giống ai của nó. Vì vậy, nếu bạn chưa có cơ hội được du ngoạn thế giới và chiêm ngưỡng những bức tượng độc đáo và kỳ lạ này, thì hãy cùng ngắm nhìn hình ảnh qua đoạn video sau để thấy sức sáng tạo và sự khéo léo của con người là vô hạn. Chúng ta hãy cùng xem nhé! Một, những con người vô danh, Ba Lan. The Anonymous Pedestrians, hay còn gọi là những kẻ bộ hành vô danh, là một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của đất nước Ba Lan. Nó gợi cho chúng ta nhớ về những khoảng thời gian lịch sử của Ba Lan khi quốc gia này còn là một phần của Liên bang Xô Viết. Nhưng nếu không hiểu rõ lịch sử, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhìn những bức tượng này, dường như họ đang trở về từ lòng đất. Hai, một chú cá bị mắc kẹt trên một bức tường ở Portland, Oregon, Mỹ. Simon Sculpture được làm bằng hợp kim và đồng, sau đó cho gắn vào tường gạch một tòa nhà ở phố Simon Street, Portland, bang Oregon. Câu chuyện về loài cá thơm ngon dưới biển bị mắc cạn trên bờ nói về sự nỗ lực vượt cạn của những người không kiên định, thường xuyên thay đổi công việc, nơi ở, cuộc sống, để rồi cuối cùng bị mắc kẹt lại ở nơi không thuộc về mình. Lúc đó mới nhận ra nơi đầu tiên họ vượt đi mới chính là đích đến cuối cùng cần phải giữ gìn. 3. Những con người miền sông nước. Lũ trẻ chạy ùa đi tắm sông là cảm hứng tạo nên tác phẩm Những con người miền sông nước ở Singapore của nhà điêu khắc John Fai Chang. Nghệ sĩ tài hoa John Fai Chang đã dùng bàn tay điêu khắc của mình để thể hiện thật sống động những hình ảnh đứa trẻ ùa đi tắm sông, tựa như bỏ qua những thô cứng ban đầu, giống như con người thật sự ham muốn được tận hưởng thiên nhiên. Đây là một trong những bức tượng có biểu tượng cao trong nền nghệ thuật điêu khắc Singapore. 4. Đàn hà mã đang bơi giữa lòng đường. Bạn có cảm thấy những chú hà mã này đang bị mắc kẹt và cần sự giải cứu? Vậy thì các bạn còn chần chừ gì mà không hành động ngay? Hippopotamus là tác phẩm điêu khắc từ đá được đặt tại khuôn viên của Vương Bách Thú Đài Bắc. Nó là lời nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật nói riêng và thiên nhiên nói chung. 5. Tác phẩm Những buồng điện thoại công cộng ở London, Anh. Thời đại công nghệ số lên ngôi, những bốt điện thoại chỉ còn là những biểu trưng cho một giai đoạn đã từng phát triển. Tác phẩm điêu khắc này bao gồm 12 hộp điện thoại màu đỏ K6, cổ điển ở Anh, đang dần dần ngã xuống, giống như miếng domino lớn. Chúng có ý nghĩa gì các bạn có biết không? Nó đang dần được thay thế bằng những chiếc điện thoại di động tiện lợi. 6. Cầu thang lên thiên đường. Tác phẩm của David McCracken giống như cầu thang lên thiên đường, với thiết kế đánh lừa thị giác, được đặt tại Bondi, Australia. Và nếu các bạn định đi lên thiên đường bằng cây cầu này, thì không biết bao giờ mới tới được, các bạn nhỉ? 7. Quần thể tượng Vicissitudes. Quần thể tượng Vicissitudes của Jason Decker Taylor được đặt dưới lòng đại dương ở Grenada, Tây Ấn, gồm 26 bức tượng có kích cỡ giống người thật vô cùng sống động, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Tuy nhiên, để chiêm ngưỡng được tác phẩm này, bạn phải lặn xuống biển. 8. Người khổng lồ trồi lên từ lòng đất. Bức tượng độc đáo này được Evan Lorenhardt tạo ra và đặt ở Budapest, Hungary. Hình ảnh người khổng lồ trồi lên từ lòng đất sẽ cho bạn cảm giác như đang ở trong thế giới của các bộ phim viễn tưởng về người khổng lồ. 9. Tác phẩm Mihai Eminescu. Bạn thấy gì từ tác phẩm điêu khắc này? Rất dễ nhận ra khuôn mặt của người đàn ông. Đây chính là Mihai Eminescu, một trong những nhà thơ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử văn hóa Romania. Để tưởng nhớ ông, người ta đã dựng nên một tượng đài điêu khắc tại thành phố Onesti. Khoảnh khắc đẹp nhất của bức tượng là khi bình minh lên vào lúc chiều tà. 10. Khát vọng tự do. Tác phẩm có tên Freedom, hay còn gọi là Tự do, được đặt tại thành phố Philadelphia của bang Pennsylvania của nước Mỹ. Thông điệp rõ ràng nhất mà ai cũng có thể nhận ra đó là con người luôn hướng đến sự tự do, tự tại, thoát khỏi khuôn mẫu ràng buộc trong cuộc sống và tâm hồn họ.
11. Bức tượng bóng ma. Nếu các bạn hơi yếu tim thì không nên tìm đến với bức tượng này, nhất là khi trời tối. Vì nếu nhìn thấy bức tượng bóng ma hắc ám trồi lên khỏi mặt nước ở Klaipeda, Estonia vào lúc trời tối, chắc chắn bạn sẽ rất dễ giật mình hoảng sợ. 12. Chủ đề tình yêu. Sự hồn nhiên ngây thơ của mọi con người luôn bị giam cầm trong thế giới đầy sự toan tính của người trưởng thành. Vì vậy mà tác phẩm chủ đề tình yêu được Alexander Milov thể hiện qua hình ảnh hai đứa trẻ mắc kẹt trong thân xác người lớn một cách hết sức sống động. 13. Những bức tượng ngựa sống động. Đến với Irving, một thị trấn quận Jackson, tiểu bang Wisconsin, Mỹ, các bạn không nên bỏ lỡ tác phẩm điêu khắc bằng đá có tên Mustang of Las Colinas với kích thước gấp 1,5 lần kích thước thực tế. Mustang of Las Colinas mô tả một cuộc vượt suối của đàn ngựa Mustang, qua đó thể hiện sự tự do, sáng tạo và tràn đầy động lực vốn đã là nền tảng trong lối sống của con người nơi đây. 14. Bức tượng Expansion H. Bradley. Có thể xem tác phẩm này là một phiên bản lỗi từ tác phẩm bị vỡ, trải qua quá trình sửa chữa, kết hợp một chút sáng tạo. Bức tượng người phụ nữ ngồi thiền với nguồn nội lực phát sáng đã trở thành tác phẩm hoàn hảo để chúng ta thưởng thức. 15. Nàng tiên nhảy múa cùng bông bồ công anh. Với những sợi dây thép, bạn sẽ làm được gì? Với những người không có óc sáng tạo, nó chỉ đơn thuần là một vật liệu dùng để buộc. Tuy nhiên, bạn hãy nhìn tác phẩm Nàng tiên cá nhảy múa cùng hoa bồ công anh từ dây thép dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo tài tình của người nghệ sĩ người Anh Robin White. Bạn có ngưỡng mộ không nào? 16. Sức mạnh của tự nhiên. Hình ảnh một vị thần đang khoác tấm áo choàng màu xanh địa cầu đang trói buộc trái đất trong tầm kiểm soát, một trong những biểu tượng nghệ thuật điêu khắc của đất nước Italia. Nếu trái đất vượt khỏi tầm kiểm soát của thiên nhiên thì sẽ thế nào các bạn? 17. Les Voyageurs, Marseille, Pháp. Tác phẩm của nghệ sĩ Bruno Catalano, một bức tượng người không trọn vẹn, chưa chỗ cho trí tưởng tượng của nhiều người chiêm ngưỡng. Có thể thấy, những phần cơ thể còn khiếm khuyết đó cũng chính là những thứ ta đã bỏ lại đằng sau. 18. Bức tượng De Vares Capone, Brussels, Bỉ. Hình ảnh người đàn ông chui lên từ một cái ống và túm lấy một chân sĩ quan cảnh sát qua đường, như biểu tượng của sự đấu tranh quyền lực ở Bỉ. Tuy nhiên, bức tượng có làm bạn liên tưởng đến nếu bạn đang đi và bạn cũng bị bắt chân như thế, thì sao nhỉ? Chắc là té rất đau. 19. Thinking Building Outside State Library. Điều gì đã xảy ra với tòa nhà? Một trận động đất hay một thế lực siêu nhiên nào đó đã nhấn chìm nó? Hãy dừng ngay các liên tưởng của bạn đi nhé. Nó chỉ là bức tượng thôi. Tòa nhà bị nhấn chìm này được đặt ở bên ngoài Thư viện Quốc gia của tiểu bang Melbourne của Úc. Bạn có chiêm ngưỡng tác phẩm độc đáo này khi đến với vương quốc của những chú kangaroo? 20. Bức tượng người đàn ông treo mình trên cao ở Prague, Cộng hòa Séc. Nếu đến đất nước Séc và vô tình nhìn thấy cảnh người treo này, bạn đừng vội hoảng hốt mà gọi cứu hộ, bởi đây chỉ là một bức tượng, nó nằm ở Prague, Cộng hòa Séc. Thoạt nhiên mới nhìn, nhiều người sẽ hoảng hốt vì tưởng ai đó đang làm điều điên rồ. 21. Bức tượng lạ mắt mang tên Unknown Official. Bức tượng làm từ đồng và đá được Thomas Sun xây dựng năm 1993. Tượng mô tả một công chức đang bước đi khoan thai, dẫu đang mang một tảng đá lớn trên người. Điều này thể hiện cuộc sống của mọi con người giữa thế giới biệt lập. Anh ta và những người xung quanh không thể trò chuyện được với nhau. Có bạn nào làm cán bộ công chức và phải mang tảng đá giống người đàn ông này không? Thật độc đáo và là điểm tham quan không thể bỏ qua phải không các bạn? Sau khi xem video, các bạn có cảm nghĩ gì về những tác phẩm nghệ thuật này? Bạn ấn tượng nhất với tác phẩm nào? Vì sao? Và các bạn đã tham quan được bao nhiêu nơi trong tổng số 21 tác phẩm mà Tối Bí Ẩn đã giới thiệu? Nếu chưa đến, thì mục tiêu đầu tiên mà bạn chọn cho chuyến tham quan của mình là địa điểm nào? Còn những tác phẩm nghệ thuật đường phố nào mà chúng ta cũng nên một lần thưởng thức trong đời các bạn có thể giới thiệu để mọi người tham khảo nhé? Nếu nó ở Việt Nam thì càng tốt.
Hy vọng video hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những phút thư giãn với loại hình nghệ thuật trên phố. Xin chào và hẹn gặp lại!